72 trong. Các từ vô thức cho đến thành tích cô rất là cao, rất là
Đấy, chính vì thế là chúng tôi năm vừa rồi là đào tạo rất nhiều các cầu thủ trẻ, như các bạn đã biết rất nhiều cầu thủ trẻ như Nhân, Bảo Toàn, rồi thủ môn Kiên, như năm trước là số 3 năm nay lên bậc chính rồi, thì đó là những cái môi trường để em phát triển. Còn trong bóng đá thì các cầu thủ muốn, mặc dù sinh ra đâu cũng vậy, nhưng muốn có một cái vị trí, có lòng tin cho các thầy thì các em phải thể hiện được cái năng lực của mình trong tập luyện, rồi là trong cũng như trong thi đấu thì mới đóng góp cho câu lạc bộ, cũng như là trong đóng góp cho bóng đá địa phương, cũng là đóng góp cho quốc gia. Có thể so sánh một chút về cái nhân sự con người của mình so với những người châu Á rồi hay là Á quân nào không? Và cái cơ hội mà mình có thể cạnh tranh được chức vụ thì họ như thế nào? Trên tinh thần ấy là bốn đội chỉ chi tiền mua có hai cầu thủ thôi, vì tôi cầu thủ năm ngoái thì giữ lại, năm nay mua hai cầu thủ mới, bởi vì làm sao đó là câu lạc bộ đã gặt hái được cái lợi ích của việc đào tạo trẻ, chúng tôi không phải mua quá nhiều các cầu thủ ngoại hoặc là nội. Đấy, nội thì chúng tôi cũng không, hầu như không mua ai, chỉ có cầu thủ Vũ Hải thì cũng về, nhưng mà chỉ tự đi thôi, thành ra là các cầu chủ trương của như thế, cho nên chúng tôi cũng có gặt hái được những cái thành quả, và đấy lý do tại sao Bốt Đức chỉ cần mua hai cầu thủ trong mùa năm nay. Hà Nội. Vâng, đối với việc mà bố trí hai trung vệ ngoại chơi trong hệ thống thì rất là nhiều mọi người, rất nhiều đại đa số đều cho rằng là Hoàng Anh Gia Lai là thủ thôi. Nhưng mà thực sự giao nói là cái ý tưởng của thầy Zico không phải là thủ, mà muốn tấn công phải có sự chắc chắn bên dưới trước. Như mùa năm ngoái chúng tôi không có sự chắc chắn, cho nên cũng không dám tấn công nhiều. Cho nên chính vì thế mùa giải năm nay thì chúng tôi đã mua hai cầu thủ ngoại để tạo cái nền tảng cho các cầu thủ bên trên yên tâm tập trung vào công tác tấn công. Và tới đây các bạn, mời các bạn lên sân Pleiku xem một trận đấu coi vô địch chung kết sớm giữa Hà Nội, Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Dạ.